Đàm phán giữa các cường quốc thế giới và Iran bắt đầu trong bối cảnh căng thẳng ở Crimea, tin từ Vienna. Iran và 6 cường quốc thế giới hôm nay đang tìm kiếm sự tiến bộ trong việc giải quyết tranh chấp hạt nhân đã kéo dài cả một thập niên, với các quan chức Tây phương bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán sẽ không trở nên phức tạp hơn do cuộc khủng hoảng Ukraine. Các nhà ngoại giao cho biết, cho đến nay, có rất ít dấu hiệu cho thấy cuộc đối đầu Đông Tây tồi tệ nhất kể từ sau chiến tranh lạnh sẽ làm suy yếu sự tìm kiếm một thỏa thuận về hoạt động nguyên tử của Iran và ngăn chặn mối đe dọa của một cuộc chiến tranh Trung Đông. Cuộc họp trong hai ngày 18 và 19 tháng 3 giữa Iran và các cường quốc Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và Đức đã bắt đầu một ngày sau khi Hoa Thịnh Đốn và Liên minh châu Âu áp đặt lệnh trừng phạt đối với các quan chức Nga liên quan đến các sự kiện ở Crimea. Sự hiệp nhất giữa các cường quốc về vấn đề Iran chắc chắn sẽ bị thách thức khi 4 quốc gia Tây Phương và Nga đang bất hòa về tương lai của Ukraine. Nga và Tây Phương trong quá khứ đã có khác biệt về cách tốt nhất để đối phó với Iran. Mạc Tư Khoa có một mối quan hệ khá ấm áp với nước Cộng hòa Hồi giáo và cho rằng Tây Phương thổi phồng những lo ngại về mục đích quân sự hạt nhân của Tehran. Nga và Trung Quốc đã chỉ miễn cưỡng ủng hộ 4 vòng trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đối với Iran từ năm 2006 đến năm 2010 và lên án biện pháp trừng phạt tiếp theo của Hoa Kỳ và châu Âu nhắm mục tiêu vào ngành xuất khẩu dầu của nước này. Phương tiện truyền thông Iran cho biết, Ngoại trưởng Iran, ông Mohammad Zarif đã hủy bỏ một cuộc gặp mặt trước đàm phán vào tối hôm thứ Hai với bà Catherine Ashton, là người đại diện 6 quốc gia điều phối các cuộc đàm phán, để trả đũa việc bà đã gặp các nhà hoạt động nhân quyền Iran trong chuyến thăm đầu tiên đến Tehran 10 ngày trước đây.